Ok, bây giờ đang chợ đêm của chợ night market của Đài Loan, mấy street food lận á. Có lẩu nồi mì luôn. Ăn đủ thứ rồi, tô mì Hoành Thánh. All you can eat cũng được. Đủ thứ đó, ăn đồ tàu luôn, Đài Loan giống mì Hoành Thánh, số lượng báo á. Thấy cũng hấp dẫn. Cũng được luôn hết bận á. Được nha. Cũng được luôn. Rồi. Đồng ý cũng có hết luôn nha. Ok, có hết nha bây giờ. Kiểu giống vậy nha. Rồi nha, tắt nha.